Trong hoạt động thường ngày, do chúng ta quen đi lại trên mặt đất bằng và không quen với sự tròng trành, kèm theo sự thay đổi phương hướng và tốc độ vận động khác nhau, vì thế dẫn đến hiện tượng say khi di chuyển xa. Xưa trong dân gian, khi di chuyển bằng xe ngựa, bằng tàu thuyền, cha ông ta đã nhận thấy hiện tượng này và tìm nhiều cách khắc phục từ dược liệu thiên nhiên trong cuộc sống. Nay, khi di chuyển xa bằng các phương tiện vận chuyển hiện đại, chúng ta vẫn có thể áp dụng nhiều cách dân gian rất hữu ích trong việc phòng chống say tàu xe. Hội chứng say tàu xe hoặc say sóng là một rối loạn rất thường gặp của tai trong, xảy ra do sự kích thích của các chuyển động liên tục như đi trên ô tô, tàu thủy, máy bay. Đây không phải là một biểu hiện bệnh lý vì có thể gặp ở hầu hết những người khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, mức độ nhạy cảm của mỗi người là khác nhau. Cơ thể chúng ta có một cái hệ thống để giúp cho chúng ta giữ thăng bằng ở trên mặt đất khi đi lại hoặc là đi ngồi khi đứng. Thế thì thứ nhất tức là gọi là cơ quan tiền đình. Tiền đình là ba cái vòng ốc tai ở trong tai này, ba vòng bán quyên ở trong tai này. Nó chứa một cái dịch và luôn luôn là nó giữ thăng bằng hướng về ba chiều. Cái thứ hai tức là cái mắt của chúng ta. Nhìn các vật thế này lên xuống trao đổi thì tất cả những cái chuyện mà di chuyển của cơ thể nó tác động vào mắt, làm cho cái mắt nó dẫn truyền vào thần kinh trung ương. Và cái thứ ba là ngoài da này. Ngoài da này nó cũng cảm nhận cái vị trí xung quanh. Và cái thứ tư tức là các cái cơ xương khớp này, nó giúp cho chúng ta cảm nhận, người ta gọi là cái áp lực bản thể. Thế thì bốn cái yếu tố này nó dẫn truyền vào thần kinh trung ương, và thần kinh trung ương phân tích và điều chỉnh lại cho chúng ta ở vị trí thăng bằng. Nhưng say tàu xe là gì? Say tàu xe là hiện tượng mà các cơ quan này, hai trong ba hoặc một trong ba cơ quan này đưa các cái tín hiệu về không chính xác hoặc không đưa được tín hiệu về cho cơ quan trung ương để phân tích, thì nó gây ra lộn xộn. Mắt thì báo một kiểu, tai thì báo một kiểu, thế áp lực cơ khớp báo một kiểu. Tức là cái xe nó vòng vèo trong các đường cua, lúc lên lúc xuống áp lực khác nhau. Thế thì người ta không nhìn được và người ta không nhận biết được, thì gây ra tình trạng say xe. Khi say xe thì gây những cái biến đổi gì? Thứ nhất tức là nó tác động vào cái phó giao cảm. Cái thứ hai tức là nó kích thích cái niêm mạc dạ dày. Cho nên là triệu chứng của say xe bao giờ cũng là quằn quại ở đây, thế sau đó là nôn ọe thất tháo ra, và ba là giã mồ hôi ra, thế người mệt. Thế để đấy là ba cái triệu chứng rất hay gặp. Thứ nhất là say xe, tôi thấy không đi đâu xa được, hoặc cứ đi ô tô là tôi rất là sợ, cho nên là muốn đi đâu chơi thì cũng phải đắn đo xem là có phải đi xe ô tô không. Nếu mà đi xe ô tô thì phần lớn là tôi hay hủy, mà có nếu có đi thì lại phải dùng thuốc chống say để cho đỡ say mới dám đi. Mà đã dùng thuốc rồi ấy thì vài ngày sau vẫn còn mệt. Mà khi chuẩn bị đi ô tô, mà ngày mai đi ô tô, mà ngày hôm nay tôi đã nghĩ đến là lên ô tô thì phải sợ cái mùi xăng như thế nào, hoặc là mùi của ô tô là tôi đã sợ rồi, tôi cũng dám đi nữa. Cho nên là lắm khi rồi cũng đúng là cũng hạn chế. Muốn đi chơi bạn bè cứ xa xa cái là thôi. Hiện nay có rất nhiều thuốc được y học bào chế để dùng cho việc chống say tàu xe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng được những loại thuốc đó, vì có thể có người bị dị ứng thành phần thuốc, có người lại thấy mệt mỏi kéo dài khi dùng thuốc. Tôi thấy là thuốc chống say ấy là hình như là toàn thuốc ngủ thì phải. Cứ lên xe cái là tôi uống trước một tiếng. Phải uống trước một tiếng và lên xe tôi cứ ngủ. Ngủ từ lúc đi đến lúc đến. Mà người nó rất là mệt mỏi, chuyện trò với ai cũng không chuyện được. Cứ thế là nằm ngủ thôi, mà xe lắc lư thế nào mình cũng cứ lừ đừ mình ngủ. Thành ra nó rất là bất tiện. Xong rồi đến vài ngày sau vẫn mệt.
đi làm cũng thấy vẫn mệt, sợ lắm. Thay vào đó, có nhiều cách trị say tàu xe bằng các vị thuốc nam hay những mẹo nhỏ như sử dụng trà gừng, ngậm gừng, ăn hay ngửi vỏ chanh, vỏ quýt. Gừng là một trong những bài thuốc dân gian trị say xe hiệu quả nhất. Theo đông y, để trị chứng nghịch lên, trước khi khởi hành khoảng 30 phút, nên dùng một khúc gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát hoặc nhai nát rồi uống với một cốc nước ấm. Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng nên ngậm trong miệng một lát gừng. Gừng sống, còn gọi là sinh khương, có tác dụng phát tán phong hàn, chống nôn ói. Vì thế, việc sử dụng gừng trong điều trị chống say xe vừa dễ đảm bảo hiệu quả, không gây các tác dụng phụ. Ngoài gừng thì vỏ cam quýt cũng rất thích hợp cho việc trị say tàu xe. Trước khi lên xe khoảng 1 tiếng, lấy một quả quýt bóc vỏ, gấp đôi vỏ quýt, đặt vào giữa hai lỗ mũi và lấy tay nặn cho bắn ra những tinh dầu có kèm theo mùi thơm, có thể hít 10 lần như vậy. Trong khi ngồi trên xe cũng có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. Ngoài ra, người hay say xe cũng có thể sử dụng lá trầu không. Lá trầu sẽ có tác dụng làm ấm, giữ 1 đến 2 lá cầm tay để thi thoảng ngửi sẽ át được mùi của xăng xe và cản trở gió, khiến người say xe không mệt mỏi, khó chịu. Khi chúng ta đi xe mà say tàu say xe, chúng ta hãy dùng gừng. Là cắt một miếng gừng buộc vào đầu bàn tay tay trái, vì tay trái là gần tim. Sau đó thì chúng ta giã một ít gừng và lấy một ít nước lọc cho vào, lọc lấy ít nước lọc thì chúng ta sẽ lúc nào mà cảm thấy khó chịu quá thì ta lại uống một tí nước gừng vào thì sẽ hiệu quả hơn. Còn dùng vỏ quýt thì chúng ta lấy, khi bóc vỏ quýt chúng ta bớt lại vỏ quýt và chúng ta úp cái vỏ quýt đấy lên mặt vào. Nếu mà lúc nào mà khó chịu quá thì chúng ta lấy cái vỏ quýt, chúng ta bóp cái hương của vỏ quýt vào mũi thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Dùng gừng thì đúng là gừng nó có một cái tốt, tức là người ta gọi là ôn chung. Thế thì cái gừng tính của nó cay ấm và nó tán, cho nên là khi bà dùng gừng thì thường thường là người ta thấy rằng là nó dịu đi cái nôn. Bởi vì say xe thì triệu chứng chính là nôn, cho nên là gừng nó có cái tác dụng là chống được cái nôn. Cái thứ hai tức là một số vị như là vỏ cam, vỏ quýt ta gọi là thanh bì đấy. Thế thì thanh bì nó tính của nó là cũng cay ấm nhưng mà nó giáng khí. Thế nôn là gì? Nôn là khí nó nghịch lên. Thế thì dùng những cái chất mà giáng khí, tức là cho khí nó đi xuống thì nó cũng có tác dụng. Say tàu xe là một trong những hạn chế lớn cản trở việc đi lại của rất nhiều người. Tuy nhiên, có những công việc bắt buộc phải di chuyển là không tránh khỏi. Vì thế, người có biểu hiện say tàu xe nên cần chuẩn bị đầy đủ về tâm lý và sức khỏe. Nếu thật cẩn thận,
chúng ta phải chuẩn bị trước về mặt tư tưởng là bình tĩnh, đừng có lo say xe. Cái thứ hai là ăn cho nó đủ, ngủ cho nó đủ để có sức khỏe. Cái thứ ba là khi ngồi trên tàu xe thì chúng ta cố gắng là nói với mọi người cho chúng ta ngồi cái ghế trên, chúng ta nhìn được thoáng, dùng bao quát. Thí dụ như là đi tàu biển ấy, thì cố gắng lên trên boong, thế nhìn được bao quát và nhìn thật xa, đừng có nhìn lung tung mà nhìn thật xa. Thế bốn là khi ngồi trong xe thì bên cạnh nếu mà có một người say xe thì chúng ta không để ý đến họ. Chứ nếu mà chúng ta mà cứ quan sát rồi cứ để ý thì nó cũng gây ra cái phản ứng là chúng ta cũng dễ bị say xe. Thuốc chống say xe là một trong những biện pháp. Tuy nhiên, nếu không dùng được thuốc, chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những cách dân gian trị say tàu xe, vừa những dược liệu rất sẵn có trong đời sống hàng ngày, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa che những hiện tượng như dị ứng, mệt mỏi khi dùng thuốc. Những cái cách dùng dân gian này thì nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn, có lợi cho người dùng nhiều hơn. Ví dụ chúng ta dùng như thế thì khi chúng ta xuống xe chúng ta sẽ không bị mỏi mệt, chúng ta sẽ không bị tiếp tục say xe, say thuốc. Khi dùng thuốc thì bao giờ cũng cái lượng thuốc trong người mình nó kéo dài theo một thời gian nhất định. Khi mình xuống xe rồi mình vẫn thấy mệt mỏi và giấc ngủ của mình nó chưa đủ thì mình chưa tỉnh táo để đi tiếp cuộc hành trình mình muốn đi. Thế nếu mà dùng cái cách dân gian này thì mình tỉnh, xuống xe một cái thì mình tỉnh táo luôn để mình có thể hòa nhập vào cái cuộc đi của mình vui vẻ hơn. Mẹo nhỏ chống say tàu xe. Ngồi cùng hướng với xe, mặt cùng hướng xe di chuyển, không nằm. Mắt nhìn đường qua kính chắn gió. Hạn chế nhìn qua cửa kính, không nhìn các vật quá gần, di chuyển lướt qua liên tục sẽ chóng mặt. Khi xe phanh, hít thở từ từ, hít thật sâu, dần dần, cho đến khi thật căng hai lá phổi, giữ lấy hơi, không được thở ra vội vàng, giữ hơi đến khi xe giảm tốc hoàn toàn và bắt đầu chuyển động đều, thì thở nhẹ ra nhưng thật từ từ. Tiếp theo là hít thở sâu khoảng 2 đến 3 lần nữa. Ăn uống đầy đủ bữa nhưng đừng quá no, ít nhất 1 giờ trước thời điểm khởi hành. Giữ tâm lý thật thoải mái, không căng thẳng, lo sợ.